Thưa quý vị, mọi người mẹ đều mong muốn điều tốt nhất cho con của mình và trao cho con dòng sữa mẹ quý giá từ khi con chào đời chính là điều tuyệt vời nhất. Song vì nhiều lý do và rào cản khác nhau, tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu tại Việt Nam vẫn còn thấp. Bộ Y tế cho biết tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm nay với chủ đề thu hẹp khoảng cách, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ cho tất cả các bà mẹ, kết nối vòng tay yêu thương. Tại Việt Nam, tỷ lệ này được ước tính là 22,7% năm 2015 và 45,4% năm 2020. Trong 100 trẻ, chỉ có 45 trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Theo ước tính, lượng sữa mẹ tổn thất mỗi năm ở Việt Nam lên tới 249,3 triệu lít do thiếu những hỗ trợ thích đáng để mọi người mẹ có thể nuôi con bằng sữa mẹ. Lượng sữa mẹ này có giá trị tương đương tới 589.000 tỷ đồng, hơn 25 tỷ đô la Mỹ. Mọi người mẹ đều mong muốn điều tốt nhất cho con của mình và trao cho con dòng sữa mẹ quý giá từ khi con chào đời chính là điều tuyệt vời nhất. Song vì nhiều lý do và rào cản khác nhau, tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu tại Việt Nam vẫn còn thấp. Thưa quý vị, nuôi con bằng sữa mẹ tưởng chừng như là một công việc rất cá nhân của mỗi người mẹ, nhưng lại rất cần sự ủng hộ, hỗ trợ của cả gia đình và cộng đồng. Xin giới thiệu đến quý vị, vị khách mời quen thuộc của chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày, bác sĩ dinh dưỡng Nguyễn Thị Huế, phòng khám 27 tháng 4, thành phố Vũng Tàu. Dạ, Nguyễn Vi xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ạ. Vâng, bác sĩ xin chào MC Nguyễn Vi. Xin chào các bà mẹ đang theo dõi chương trình, đặc biệt là các mẹ chúng ta đang nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nha. Thưa bác sĩ, thì qua những con số vừa rồi thì cho thấy tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ vẫn còn thấp tại Việt Nam. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về những cái sự thiệt thòi mà trẻ không được bú mẹ trong 6 tháng đầu đời không ạ? Để nói về cái lợi ích của sữa mẹ, chúng ta sẽ có hai cái lợi ích chính nha. Lợi ích đối với người mẹ và lợi ích đối với em bé. Khi chúng ta nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, cái cảm nhận rõ ràng đầu tiên nhất đó chính là chúng ta có tình cảm dành cho con. Cảm nhận thứ hai là gì? Cái người mẹ đó chúng ta dễ dàng kiểm soát cân nặng hơn. Và một lợi ích nữa là chúng ta sẽ giảm nguy cơ ung thư vú này. Hoặc là người mẹ sẽ hồi phục sức khỏe rất là nhanh, tức là co hồi cái tử cung nhanh sau khi mà mình vừa trải qua một cuộc sinh nở. Rồi người mẹ đỡ rơi vào tình trạng trầm cảm hơn. Đó là những cái lợi ích dành cho người mẹ mà có thể chúng ta không có biết ha. Còn đối với em bé thì sữa mẹ luôn luôn được chia sẻ rằng là nguồn thức ăn tốt nhất cho trẻ trong giai đoạn đầu đời. Thế sữa mẹ có cái gì đây? Tất cả các loại sữa công thức trên thị trường muốn dành cho trẻ dưới 6 tháng tuổi hay là trên 6 tháng tuổi đi phải học tập sữa mẹ. Tức là sữa mẹ là cái sữa mà các loại sữa công thức phải học tập và phải cố gắng giống sữa mẹ nhất có thể. Nhưng mà không giống 100% được. Sữa mẹ sẽ có cái tỷ lệ đạm rất là phù hợp. Tỷ lệ đạm thấp, 100 lít sữa mẹ giai đoạn ban đầu thường chỉ có khoảng tầm 1 đến 1.2 gram đạm trên 100ml. Nó phù hợp với chức năng thận của con mình lúc còn nhỏ. Vậy là có cái sự tương thích để con mình có một cái sức khỏe tốt, đồng thời hấp thu tốt. Rồi cái tỷ lệ đạm whey casein trong sữa mẹ cũng khác luôn. Trong sữa mẹ thì tỷ lệ đạm whey casein giai đoạn ban đầu nó rơi vào tầm 80 trên 20, sẽ tiêu hóa rất là nhanh, cho nên những em bé bú mẹ có xu hướng là sẽ đói nhanh hơn, sẽ đòi ăn nhiều hơn và khả năng tăng cân sẽ tốt hơn. Khác với nhiều mẹ suy nghĩ là sao, sữa công thức thì làm cho bé no lâu hơn, ít đòi bú hơn, cho nên chúng ta nghĩ là sữa công thức nhiều dinh dưỡng. Không có phải, đó là do độ hấp thu. Còn tính về mặt năng lượng thì sữa mẹ và sữa công thức nó tương đương nhau. Rồi chúng ta sẽ nói đến những cái thành phần mà chắc chắn không có sữa công thức nào có. Đó chính là cái thành phần kháng thể. Cái kháng thể trong sữa mẹ rất là tuyệt vời. Khi em bé nhà mình ở môi trường nào thì người mẹ sẽ tiết ra những cái kháng thể phù hợp với em bé đó luôn. Đó là sự tương thích mà không có bất kỳ một công thức nào nó có thể có được. Thưa bác sĩ, thì nên cho trẻ bú đến khi nào và thời điểm nào là tốt nhất để cho trẻ hoàn toàn cai sữa? Vì cách đây không lâu thì trên các diễn đàn mạng xã hội thì đã có tranh cãi về cái việc mà một đứa trẻ 9 tuổi vẫn chưa cai sữa mẹ. Thì Bộ Y tế đã khuyến cáo sao? Chúng ta vừa sơ sinh ra đời nên cho bú sớm nhất có thể và sẽ duy trì sữa mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu đời.
sau đó con mình sẽ ăn dặm, thì chúng ta sẽ cho con bú mẹ lâu nhất có thể là 2 tuổi hoặc là 3 tuổi đúng không? Con 9 tuổi con đã học lớp 4 rồi, chắc chắn rồi sẽ ảnh hưởng đến tâm lý học đường của con. Và một em bé nếu như chúng ta thấy là phụ thuộc quá nhiều vào mẹ này, vẫn còn bú mẹ, bé sẽ dễ tự ti khi mà tiếp xúc với môi trường xã hội bên ngoài. Và thực tế trẻ trên 1 tuổi thì nguồn dinh dưỡng chính của con phải đến từ đồ ăn thức uống. Nha. Còn con trên 3 tuổi thậm chí con không uống sữa thì cũng không có sao. Chúng ta sẽ ăn cái chế phẩm sữa. Có nhiều mẹ giống như bị ám ảnh về vấn đề là phải uống sữa để cao, hoặc là cuồng sữa mẹ quá, chúng ta quá lạm dụng vào sữa thì cũng không phải là một cái điều tốt nhất cho con. Vậy nên lời khuyên của bác sĩ là gì? Chúng ta sẽ cho con bú mẹ đến giai đoạn khoảng 2 đến 3 tuổi. Còn nếu như sức khỏe của mẹ không có đảm bảo này, hoặc là cái việc bú mẹ nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của con, làm con chậm phát triển về chiều cao chẳng hạn, thì chúng ta nên nghĩ đến việc là cai sữa mẹ sớm hơn để em bé có thể là phát triển thể chất, tinh thần, rồi các cái mối quan hệ xã hội hay là kỹ năng tốt hơn. Thưa bác sĩ, thì vẫn biết là việc bú sữa mẹ thì mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng mà khi người mẹ không đủ sữa cho con bú thì nên làm gì ạ? 90% bà mẹ chúng ta sẽ đủ sữa cho con bú. Khi nào? Khi chúng ta tự tin rằng mình có đủ sữa cho con. Tại sao lại như vậy? Thực ra cái việc mà chúng ta tiết sữa này, rồi tạo sữa này, nó phụ thuộc rất là nhiều vào hai cái hormone, đó là prolactin và hormone oxytocin. Prolactin là một cái hormone mà sẽ được tiết nhiều khi mà bé bú nhiều. Có nghĩa là bú càng nhiều thì tạo sữa càng nhiều. Nhưng mà khi tạo sữa rồi, làm sao để em bé tiếp nhận cái nguồn sữa đó? Thì nhờ vào hormone oxytocin. Và hormone oxytocin sẽ được điều tiết tốt khi mà mẹ tự tin. Tức là chỉ cần mẹ nghĩ rằng mẹ đủ sữa cho con thì hormone oxytocin sẽ được bài tiết rất là tốt. Rồi sẽ bị ức chế khi mà mẹ mệt mỏi, đúng không? Mẹ mất ngủ, mẹ ăn uống không đủ chất, hoặc mẹ căng thẳng, mẹ trầm cảm sau sinh. Vậy nên là khi nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ thì chúng ta đầu tư vào cái gì đây? Chính là đầu tư vào cảm xúc của người mẹ. Tức là người thân trong gia đình như là ba của em bé này, rồi ông bà nội ngoại, chúng ta có thể hỗ trợ mẹ trong quá trình chăm sóc con. Nếu như mà mình làm mọi cách rồi, đúng không? Mình được hỗ trợ rồi mà mình vẫn không có khả năng cho em bé bú sữa mẹ, thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn sữa công thức dành cho trẻ đúng theo độ tuổi. Và lựa chọn sữa công thức bây giờ bác sĩ thấy cũng là một cái vấn đề luôn, bởi vì các cái quảng cáo quá là nhiều. Lời khuyên là gì? Hãy chọn những cái hãng sữa mà thực sự là có uy tín này, có thương hiệu này, lâu đời này, được nghiên cứu này, chứ không phải là dựa vào cái quảng cáo quá đà. Nguyễn Vy muốn hỏi về vấn đề thực phẩm. Thực phẩm thì cũng giúp tăng nguồn sữa mẹ cũng như là chất lượng của sữa mẹ. Vậy thì có những loại thực phẩm nào thì mẹ nên kiêng khi cho con bú không ạ? Về mặt khoa học á, thì khi chúng ta ăn đầy đủ đa dạng các chất dinh dưỡng, chúng ta sẽ đủ sữa cho con. Và uống nước đủ là cực kỳ quan trọng. Một cái người phụ nữ đang cho con bú thực tế chỉ cần ăn tăng 500 calo so với người phụ nữ bình thường thôi. Sẽ kiêng cái này này. Đầu tiên là cà phê ha. Cà phê nó hoàn toàn nó có thể đi qua sữa mẹ để làm cho em bé nhà mình hấp thụ cái cà phê đó thì làm cho con khó chịu, không có ngủ được. Chất kích thích khác như là rượu bia, chắc chắn rồi. Rồi, các cái thực phẩm mà nhiều chất bảo quản chúng ta không có nên dùng, ví dụ như xúc xích, thịt nguội, đúng không? Những cái thức ăn mà chúng ta thấy là không có rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ chúng ta không có dùng. Rồi, nếu như mà em bé nhà mình có cơ địa dị ứng, mẹ cần phải biết bé dị ứng cái gì. Hoặc là mẹ hoặc là ba, tức là cái người mà ba mẹ ruột của em bé, nếu như tiền sử có dị ứng cái gì đó thì chúng ta phải nghĩ rằng có khả năng con mình sẽ dị ứng. Thì em bé nhà mình dị ứng đậu phộng chẳng hạn, hoặc là mẹ dị ứng đậu phộng chẳng hạn, hoặc là em bé dị ứng đạm bò chẳng hạn, thì chúng ta phải kiêng đậu phộng, chúng ta phải kiêng thịt bò, hoặc là dị ứng gluten là những cái chất mà có trong bánh mì, trong bột mì, thì mình phải kiêng những cái thực phẩm mà nguy cơ dị ứng cho con. Hoặc là nói về thực phẩm nữa đi, thì có một cái nhóm nữa chúng ta cũng cần phải hạn chế, đó chính là cái cá biển sâu á. Cá biển sâu như là cá ngừ đại dương, đúng không? Nó cá kiếm, những cái loại cá biển sâu nó dễ nhiễm thủy ngân, thì trong quá trình mình ăn nhiều quá thì cũng sẽ dễ đi qua sữa mẹ và gây những cái ảnh hưởng không tốt cho con mình. Đó phần đa đấy là những cái thực phẩm mà chúng ta nên tránh trong quá trình mà chúng ta cho bố mẹ hoàn toàn. Còn lại những cái thực phẩm khác thì các bạn ăn bình thường và nhớ là uống đầy đủ nước, tinh thần thoải mái thì chắc chắn là sữa mẹ luôn dồi dào. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất bổ ích vừa rồi ạ. Hy vọng qua phần tư vấn vừa rồi, các bà mẹ đã có thêm bí quyết để nuôi con khỏe mạnh bằng chính nguồn sữa của mình.
Chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.